cần đánh giá cao hơn. Tức là bên phía của SC thì cảm giác như họ đang sở hữu được nhiều những người chơi có cái kỹ năng cá nhân gọi là khá nổi trội ở trong đội hình, đặc biệt là cái cánh lửa cái nhịp độ so với nhau. Ricky với tốc độ đẩy dừng nhanh, chúng ta đã né ra được một nhịp nhưng bị dính rất nhiều những khoảng sợ đến từ bên phía của Choler. Choler tốc biến theo, có đủ sát thương và Choler mang về điểm chính công đầu. Đây chính là kỹ năng cá nhân của Choler mà chúng ta đã nói đến, nhưng có một đội khách chiến trận trả ngược lại, Choler cũng đã phải nằm 2-1 dành cho bên phía SC. Săn đến sớm hơn có thể mở rộng cái tầm hoạt động của mình ra thêm ở khu vực đường giữa rất đặc biệt, là có lẽ Choler sẽ phải là người đi kèm cặp với, chính xác hơn đó là Sun sẽ là người đi kèm cặp với con vệ Z của đối phương. Thì tôi đang không nghĩ rằng hai chiếc tướng sắt pháp sư ở trong đội hình SC có thể đi được 1-1 song phẳng với Z ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu như để cho Sun đi với Astral, vậy thì ai sẽ là người đi với đó là Mario? Thì cái câu hỏi đó cũng đang rất là khó, đúng không? Khi mà bên phía của SC họ đã quyết định là lựa chọn hai vị tướng pháp sư ở trong đội hình này của mình, thì họ buộc phải chấp nhận là sẽ có một cái cánh thua thiệt. Astral Seki đã có mặt ngay tại đây, ở phía đằng sau thì đó là nó cùng với đó là Mario Tô thư đã được mừng. Chơi rồi anh ta bị giữ lại, sư hồn như thế cũng đã đắm xuống, nhưng Mario Junior là anh ta đã đứng ở trong vũ trụ của mình, móc của neo đến chúng đến từ đó là Eri bước trên đường, đó là một hình động ở đến Tamaru hết một hộ vận động thì anh ta lên mạng đứng số mạng dành cho đó là Eri quay phá rồng quay người trở lại, có được mạng của đó là chơi rồi thì kia ta vẫn muốn tiếp tục là tấn công trong pha thi đấu này. Bước đầu một cái đó là người tóc biến bên kia và Mario tiếp là quá đẹp, giữ chân lại được hai người tóc biến chói hồn, nhưng nó vẫn chưa giữ chân lại được ai cả. Sau đó Junior lên mạng đứng số và phía bên này thì đó là Nod, anh ta không hạ gục được Eri, và sau khi mà bước đầu hồn vận động anh ta vẫn còn tóc biến ra hư không không đủ sát thương, quyết định quay dựng trở lại với 500 công lý và sống sót với một chấm máu. Phải tranh chấp lại với việc mà cản phải giữ lại cái lợi thế này. Dây kỳ đứng dịch khi phát hiện bởi đối phương bên phía SC cảm giác như không ngại trong tình huống này, sự ra thế đáp xuống tạm thời là cứu được vị trí của Dây kỳ. Dây kỳ tốc biến qua kia bị đuổi theo, đó là Anyway. Anyway có điểm hợp chiêu cuối của Vết không chính xác, Vết không thể thu được vào pha giao tranh này nhưng vẫn có thể gây sát thương từ tuyến sau. Tiếp tục là nhảy đến từ Anyway, tìm vào vị trí của ai đây khi đang bị kiệt sức và mất cả hóa rồng, đó là Astro. Astro không thể vận bóng được đi đâu nữa. Hai điểm hạ gục dành cho bên phía của SC trước tình huống con rồng lửa diễn ra. Vậy Eder có đồng hồ tương động nhưng mất đồng hồ tương động có thể bị tối hậu thử. Tối hậu thử chưa được tung ra, bây giờ mới tung ra. Sút bay Eder đang là rất đau nhưng vẫn sống sót ở đây. Vậy Choler mới là người có điểm hạ gục bên kia. Zero vẫn đang cố gắng giữ chân thì trước Aquabat. Aquabat được một vài những hạ quay phục thì dính gai hư không có lượng giáp được tạo ra là không đủ. Nod bị khiêu khích và bị hoảng sợ đánh vào vị trí của Choler, chưa hạ gục được Choler. Con rồng lửa tấn công Choler sống sót. Và đó là cái đôi cánh chiến trận hiệu khống chế có thể tung xuyên địa hình. Qua đó những tình huống đắp bụi của họ sẽ là vô cùng nguy hiểm. Wow. Tình huống làm choáng không chính xác gần là hoảng sợ được 3 người. Rồi sắp thương một người đã bắt đầu hướng tương động, đó là Astro. Trên các Astro vẫn lật bóng được đi. Rampage dành cho Zero, một người ở lại đây. Đang chưa nhìn rõ là ai nhưng đó là Killing Spree dành cho Choler rồi. SC đang thi đấu rất dễ dàng, tóc biến hoàn vào trụ đối phương. Rất gắt chiều cuối lại hụt đến từ vị trí của Choler. Acrobat sống dậy với đồng hồ tương động và sẽ cùng với Maru đem tập tấn công này. Những cái tình huống hoảng sợ đến từ Choler vẫn đang là quá khó chịu đi và mất đồng hồ tương động, có thêm một tối hậu thư nhưng không chấp nhận rồi. Sống sót được quá lâu, giáp vàng vẫn còn, Aquabat vẫn còn ở đây nhưng không có nhiều khoảng trống để Aquabat có thể dọn lính. Con xe vẫn đang được bảo kê thành công đến từ 4 thành viên 5 thành viên của SC. 1-0 dành cho Sunshot Esports. Một lần nữa đã áp lực vào chính thủ tướng này. Đang cùng chờ xem SC đang đứng trước cơ hội có được 400 đô đầu tiên. Cũng hơi đất đầu trong tình huống này vì người đồng đội của anh ta đã hóa rồng lên phía bên trên rồi. Maru bất động biến để thoát qua và ám sát thành công được vào vị trí của Zizo, đó là Nod. Nó tốc biến thoát về được một cách an toàn, xoáy cầu tốt đến từ bên phía của Aquabat giữ chân 3 thành viên bên phía SC không thể truy đuổi được theo. Con sứ giả vẫn đang được giữ chân, án tử chính xác đến từ bên phía của Nod vào vị trí của đó là Sun. Sun phải nằm lại trong tình huống vừa rồi, liên tiếp đến những hụt rồi sát thương cực kỳ tốt đến từ con nào nữa thì anh ta sẽ rất là khó để có thể giữ vị trí ở trong pha thi đấu này. Nào vào đến từ đây đều mình cho mình đó là chiêu cuối sứ giả đã thuộc về phía của đó là phần đồng quyết sự mình thấy đắp số nó không hướng được ai cả, ứng được một cách đó là Nod đang cố gắng trong cái thời gian khóa ánh sáng kết hợp với đất cầu thủ thường đã có được mạng của Nod rồi. Lúc này thì bị kiệt sức đó chính là Maru. Maru anh ta vẫn kịp thời đó được mạng của đó là Anyway trước khi phải lên mạng năm số double kill dành cho chiến trò thật tới nhưng đã bị cao rất đau đến từ vị trí của cả Zeki cũng như là Astro nữa. Hay là muốn kéo con rồng này ra khỏi khu vực hang nhưng nó lại quay về phía bên phía của đó là Khoang Đông Phích. Quá là đơn giản cho vị trí của nó thì chỉ để ta có thể liên tục được sát thương vào con rồng này. Một người đang bị giữ chân đó là Sun nhưng Sun có khả năng thoát đi được rồi. Wow. Sát thương rất nhanh vào vị trí của Astro. Astro tiếp tục là người rất bệ trong đội hình đến từ Khoang Đông Phích thì liên tiếp là người đầu tiên phải nằm. Sự ra thế bây giờ nó phải sử dụng xoáy cầu chúng ba người. Đây là màn tỏa sáng đến từ Aquabat. Aquabat bị dính một tình huống cầu vòng tối thượng nhưng có án tử chính xác rồi. Cầu vòng đây là cái đồng hồ tương động giúp cho Zizo tạm thời sống sót trong một ít giây. Bên phía này nếu như cả hai bên va vào nhau tốc độ ăn đang là rất nhanh đến từ bên phía của Chrome Dufix. Anyway bắt đầu lao vào chiều cuối ngủ chưa và cũng thành công con dòng lửa trong tình huống này. Bay được cây ngừng trở lại với những người đồng đội chọn mục tiêu và vị trí của Astro. Astro quay ngược trở ra bị kêu khích và bị câm lặng, sau đó bị hạ gục. Astro vẫn tiếp tục là mục tiêu bị khai thác đến từ bên phía của Quang Đông Freak. Con Vic mất một người
và những tình huống dòng vẫn còn nửa cây để cho VFC có thể rush, nhưng rush ở tình huống này sẽ là rất nguy hiểm và ánh sáng chính xác của đồng hồ tự động Amplay. Do sắp thương biến mất Zeki, Zeki nằm xuống quá nhanh, đến bên kia tiếp tục là Astro. Astro là hình vị đứng theo đội hình của Bang Bang rồi, chả làm gì được trong pha giao tranh này cả. Astro Bang cũng không thể thoát đi được, double kill dành cho Anyway. Bóng đêm đặt mệnh lần nữa, nó không chính xác. Astro chỉ có một chấm máu. Vì còn lại ba thành viên có sát thương đến từ bên phía của DSC, họ sẽ tiến thẳng vào khu vực đường giữa và phá đi cái nhà chính này. Nhảy vào đến từ đó là Maru, ứng đồng một hành động để có thể gặp cái DJ. Wow. Tấp biến hoảng sợ và khiến cho Maru lên bàn điểm số không còn lính nữa. Nhưng có một đỉnh em tiến lên trên và bên phía của DSC họ sẽ muốn chấm dứt trận thi đấu này với tỷ số đó là 2-0.